Xin chào, chào mừng các bạn quay trở lại với Ben Channel. Tiếp nối trận chiến của Kenjaku và Takaba ở chap truyện 242. Mặc dù là gã phản diện đã dần nhận ra khả năng cực kỳ bá đạo của Takaba khi có thể thao túng tâm trí của hắn và cưỡng ép Kenjaku phải làm theo những gì mà Takaba nghĩ ra, vậy nhưng có vẻ như là Kenjaku đã không đủ sức để có thể ngăn cản thuật thức lời nói hài hước của chúa hề, thế nên hắn ta mới liên tục bị hành sắp mặt từ chỗ này cho đến chỗ khác và cuối cùng là bị buộc phải trở thành bạn thân của Takaba để tấu hài. Ở cuối chap trước, Takaba đã lôi Kenjaku lên một sân khấu để cả hai bước vào trận chiến quyết định, và có lẽ là sau màn tấu hài này, kết quả trận chiến sẽ được quyết định. Thế nhưng, màn xuất hiện bất ngờ của Yuta đã làm mọi thứ đảo lộn và Kenjaku thì bất ngờ rơi đầu trước nhát chém của Yuta. Liệu rằng gã phản diện này đã bị đánh bại hay tất cả vẫn còn đang nằm trong tầm kiểm soát của Kenjaku? Bởi lẽ từ lâu, hắn đã nổi tiếng là một kẻ đầy mưu mô và cực kỳ khó đoán. Tại sao lại dễ dàng bị hạ sát tới như vậy? Giờ thì hãy cùng mình đến với video phân tích 243 để biết rõ hơn nhé. Tiếp nối màn tấu hài, mở đầu chap mới là hình ảnh Takaba cùng với Kenjaku bước ra khán đài trong hai bộ vest sang trọng. Phải nói rằng, hình ảnh này giống với tấm poster của Geto và Gojo khi mà cả hai cùng mặc đồ vest và bước lên sân khấu để tấu hài. Tuy nhiên hiện tại thì cả hai đã hẹo và thay vào đó là Takaba và Kenjaku, gã phản diện, người bắt đầu buổi diễn khi mà hắn là người đầu tiên lên tiếng mở màn. Kenjaku nói rằng hắn cảm ơn Takaba vì đã luôn giúp đỡ mình và hỏi rằng liệu thứ tư này chú hề có rảnh không? Tuy nhiên Takaba đáp lại là tại sao lại hỏi vào lúc này, vì hiện tại thì cả hai đã bắt đầu màn trình diễn rồi. Có thể thấy ở đây, dường như thuật thức của Takaba đã tạo cho Kenjaku một ký ức giả về mối quan hệ của cả hai và hắn hành động như thế. Takaba là người đã sát cánh cùng mình rất lâu năm và trở nên thân thiết. Danh hài hải ngoại cũng phối hợp rất ăn ý khi mà tỏ ra thân thiết chẳng kém gì Kenjaku, dù cho cả hai chỉ mới gặp nhau lần đầu tiên cho đến khi trận đấu này diễn ra. Thậm chí là khi Takaba nói rằng đã từng giúp Kenjaku chuyển nhà thì gã phản diện cũng ngầm đồng ý. Sau đó thì Takaba mới phản ứng bất ngờ khi hỏi rằng vậy là Kenjaku chuyển nhà thật à? Thực sự không rõ đây có phải là miếng hài của Takaba không. Thế nhưng sau đó thì màn trình diễn chính thức bắt đầu bằng câu chào của Kenjaku. Xin chào tất cả mọi người, là Pin Chan đây, nhớ tụi tôi nha, là Pin với Chan nè. Chẳng biết là gã phản diện đã lấy hai cái tên này từ đâu, thế nhưng có vẻ như nó nằm ngoài tính toán của Takaba, thế nên chúa hề cũng hơi sốc và đính chính lại rằng Kenjaku nhầm rồi, phải là Takaba và Kenjaku mới đúng. Có vẻ như từ khi nhận ra phần nào thuộc thức của Takaba thì Kenjaku đã cố làm mọi thứ để mọi chuyện vượt ra khỏi tầm kiểm soát của chúa hề. Mặc dù vậy nhưng Takaba vẫn cố điều hướng mọi thứ theo ý muốn của mình. Thế nhưng có vẻ như Kenjaku đang chiếm ưu thế hơn trong cuộc chiến này. Takaba sau đó hỏi Kenjaku rằng hắn có biết cậu bé quả đào không, hay nguyên bản là cậu bé Momotaro. Đây là một nhân vật cực kỳ nổi tiếng mà hầu hết mọi người dân Nhật Bản đều biết, thậm chí là nhiều nước khác trên thế giới cũng biết về câu chuyện của nhân vật này. Thế nhưng Kenjaku một lần nữa đã gây bất ngờ khi hắn trả lời là không biết. Takaba sau đó đã nói rằng để miếng hài tiếp tục thì hắn phải nói rằng biết, và câu chuyện này lúc nhỏ ai cũng được cha mẹ kể cho nghe. Kenjaku sau khi nghe vậy liền ôm mặt khóc và nói rằng mình thực sự không biết, và mẹ hắn là mẹ đơn thân cũng như quá bận để kể chuyện cho hắn nghe. Có vẻ việc này khiến cho Takaba cảm thấy đáng thương cho Kenjaku và không khí có phần trùng xuống. Takaba nói rằng anh rất tiếc về điều đó và chủ đề này có phần tế nhị. Trong khi câu chuyện đang dần trở nên cảm động thì Kenjaku lại quăng miếng hài một cách bất ngờ khiến cho nó trở nên cảm lạnh. Hắn nói rằng không biết Takaba nghĩ gì về gia đình đơn thân, nhưng hắn hạnh phúc vì mẹ hắn thường hay kể chuyện cho hắn nghe, ví dụ như chuyện về cậu bé quả đào. Thế hóa ra là hắn biết nhưng hắn lại nói xạo, mục đích là để lấy sự chú ý của chúa hề. Điều này nằm ngoài những tính toán của Takaba, thế nên anh cũng đành chịu trước người bạn diễn của mình. Có vẻ như Takaba thực sự đang bị áp đảo trong chính sở trường của mình khi mà giờ đây tất cả đều hướng sự chú ý về phía Kenjaku. Takaba sau đó có vẻ bắt đầu cáu và cho rằng gã phản diện đang tỏ ra táo bạo rồi đấy. Kenjaku thì cũng lên mặt thách thức với Takaba để xem người bạn diễn của mình sẽ làm được gì. Chúa hề sau đó nói rằng đừng tưởng là mình đây không để ý, nhưng anh đã nhận ra Kenjaku đã tặc lưỡi đấy. Kenjaku sau đó thực sự tặc lưỡi đúng như lời của Takaba, nhưng hắn không nhận. Hắn nói là mình chỉ muốn điều hòa bầu không khí bằng một câu chuyện mà hắn biết mà thôi. Takaba sau đó hỏi bộ Kenjaku tính làm bạn với chó, khỉ và chim chỉ hay gì. Đây là ba con vật cùng với Momotaro đến đảo quỷ để tiêu diệt chú quỷ trong câu chuyện cậu bé quả đào. Tiếp đến, Kenjaku đề cập tới một vấn đề nhạy cảm khi nói rằng hai ông bạn già đã ăn trái đào lớn rồi quan hệ để sinh ra cậu bé quả đào. Takaba ngay lập tức ngăn lại và nói Kenjaku đào sâu quá và đó chỉ là giả thuyết mà thôi. Đột nhiên Takaba bắt đầu thoại rằng con hãy đi diệt trừ quỷ bà mau đi. Kenjaku thì đáp rằng cứ từ từ đi, đi đâu mà vội mà vàng. Chúa hề sau đó cũng bằng một giọng run rẩy của người già cho đã Momotaro, con hãy cầm lấy cái bánh này. Kenjaku sau
sau đó từ chối và nói rằng mình không nhận bánh của người khác đâu. Takaba lập tức nói, Kenjaku đừng có xạo mà hãy nhận bánh đi. Liên tục đó là màn tấu hài của cả hai khi mà đề cập đến nào là chó, rồi khỉ, rồi là chim chỉ, ba con vật gắn liền với câu chuyện của Momotaro. Những miếng hài liên tục được quăng ra bởi Kenjaku và Takaba. Và có thể nói là cả hai đã khá là ăn ý với nhau trong việc tấu hài. Thế nhưng kết quả có vẻ không được như ý cho lắm vì khán giả có vẻ không hưởng ứng với màn tấu hài này. Takaba và Kenjaku thất bại trong việc gây cười. Có thể nói rằng cả hai đã thất bại trong việc tạo tiếng cười cho khán giả khi mà những miếng hài của họ quá là nhạt. Dường như không một ai trong khán phòng cười vì những trò hề của Takaba và Kenjaku cả. Tuy nhiên cả hai vẫn nhiệt tình trình diễn và thể hiện sự hài hước của mình với mọi người. Những miếng hài của họ khi nói về chó và chim chỉ mặc dù là nhạt dẻo vô cùng, tuy nhiên có lẽ là vì tinh thần hết mình về nghệ thuật là đáng trân trọng, thế nên khán giả vẫn kiên nhẫn ngồi xem mà không có chút phản ứng gì. Nhưng có vẻ như bản thân của Kenjaku và Takaba cũng nhận ra được sự nhạt nhẽo của mình, thế nên trong khi đang tấu hài thì Takaba và Kenjaku bỗng chốc im lặng và không nói gì nữa. Chú hề sau đó bộc bạch rằng đây là sân khấu trong mơ của anh, vì trước đó thì Takaba chỉ là một danh hài vô danh với sự nghiệp thất bại, chỉ dám ước mơ một ngày nào đó mình sẽ có thể đứng được trên sân khấu lớn như thế này để trình diễn. Takaba cũng thừa nhận rằng trong mặt của khán giả còn chả hiểu được một chút miếng hài nào từ cả hai. Thế nhưng gương mặt của các fan girl thì thật là đáng yêu. Họ ở lại và ủng hộ cả hai vì lòng nhiệt huyết, cũng như đây là lần cuối Kenjaku và Takaba có thể đứng trên sân khấu cùng nhau như thế này để trình diễn. Chú hề sau đó vô cùng xúc động và nói rằng bản thân không muốn phải dừng lại, thật sự không bao giờ muốn phải dừng lại. Anh vừa nói vừa rưng rưng nước mắt. Trong khi đó, Kenjaku thì nói lời an ủi là đừng khóc vì như vậy thì sẽ trông đần lắm. Sau đó Takaba chạm nhẹ vào người của Kenjaku và cả hai quay về lại với hiện thực, nơi mà cả hai đang đứng trước khi bước vào thế giới mà Takaba đã tạo ra. Lúc này thì chú hề đang mặc một bộ đồ tang và nằm dưới đất cùng với một nụ cười thỏa mãn. Anh nói vậy là đủ rồi, cảm ơn Kenjaku vì đã cùng mình hoàn thành buổi diễn một cách hoàn hảo nhất có thể. Gã phản diện sau đó cũng nở một nụ cười rất vui và nói rằng mọi thứ rất thú vị. Có vẻ như là kết quả trận đấu vừa qua, Kenjaku là kẻ chiến thắng khi mà hắn liên tục chống lại sự kiểm soát của Takaba. Để rồi cuối cùng chính hắn mới là người cười, còn chú hề thì đành chịu trận khi nằm dài trên mặt đất. Phải nói rằng lúc này thì kết quả đã rõ ràng, tuy nhiên biển cổ bất ngờ xuất hiện, hoặc nói đúng hơn thì mọi thứ đều diễn ra như dự tính. Tới đoạn này, mình không biết tại sao Takaba lại nằm lăn ra và mặc một bộ đồ tang như vậy. Thế nhưng cũng có thể vì đây là một kế hoạch được lên từ trước. Và chú hề thì không thể ra tay giết người cộng sự vui tính như Kenjaku. Thế nên, như một sự tri ân, Takaba có thể là đã mặc sẵn bộ đồ tang để kính viếng cho kết cục của Kenjaku đấy. Kenjaku thua cuộc. Bỗng nhiên từ đâu Yuta bất ngờ xuất hiện và xóa tan bầu không khí đang có phần vui vẻ của Takaba và Kenjaku bằng một sát khí đậm đặc của mình. Kenjaku ngay lập tức nhận ra điều đó và hắn nhanh chóng sử dụng thuật thức phản chuyển trọng lực cấu trúc. Thế nhưng có lẽ là mọi thứ quá bất ngờ và thân thủ của Yuta cũng quá nhanh khiến cho phản ứng của Kenjaku không còn kịp nữa rồi. Một nhát chém cực nhanh và dứt khoát được Yuta tung ra trong khi thuật thức của Kenjaku còn chưa kịp kích hoạt. Và cứ thế, thủ cấp của gã phản diện rơi ra khỏi cơ thể của Geto trong sự ngỡ ngàng của Kenjaku. Và tất nhiên là cả chúng ta, những người đang theo dõi bộ truyện thì cũng đại chiến. Phản ứng của các bạn như thế nào khi đọc đến phần đoạn này? Hãy chia sẻ cho mình và mọi người cùng biết với nhé. Chứ còn với cá nhân mình thì mình cảm thấy khá là sốc và không thể tin vào mắt mình. Thực sự là cái khoảnh khắc đầu của Kenjaku rơi xuống, nó giống như khoảnh khắc mà mình thấy thầy Gojo bị cắt làm đôi vậy. Thật không thể tin được khi mà một kẻ như Kenjaku lại có thể bị đánh bại dễ dàng như vậy. Chắc hẳn là các bạn vẫn chưa quên, Kenjaku đã từng đánh bại Yuki, Chosho và Tengen khi mà cả ba đã có một kế hoạch vô cùng tỉ mỉ. Thậm chí là họ đã suýt chút nữa thực sự đánh bại được Kenjaku, với những kết quả thì vẫn không thể đánh bại được gã phản diện này. Và Yuki thì tử trận, còn Tengen thì bị bắt đi. Thế nhưng giờ đây, khi Takaba tưởng chừng đã sắp hẹo tới nơi, còn gã phản diện gần như là không thể bị đánh lén, thì giờ đây hắn lại bị Yuta cho một chém tiễn về miền cực lạc trong sự bất lực tột độ. Mọi thứ sau đó được Kenjaku lý giải rằng là vì Takaba đã ngăn hắn phát hiện ra sự can thiệp của Yuta, thế nên hắn mới không thể nhận ra được lượng chú lực khổng lồ của anh. Có vẻ như chú hề đã cố ý làm cho khả năng nhận thức của Kenjaku bị rối loạn trong quá trình ngao du với danh hài hải ngoại này. Vì thế mà sau khi tỉnh cơn lú thì não của Kenjaku không kịp phản ứng trước những gì đã diễn ra tiếp theo đó. Vậy nên đến khi phát hiện ra được sát khí của Yuta thì mọi thứ cũng đã quá trễ để hắn có thể cứu lấy mình. Kenjaku sau đó đã hỏi Yuta rằng đây có phải là kế hoạch của hắn hay không, và lúc này thì chúng ta mới biết được đằng sau tấm màn của trận đấu này. Kế hoạch của nhóm Yuji.
Trước khi mọi chuyện diễn ra thì thiên thần đã gặp mặt các thành viên trong nhóm và đề cử người sẽ vào chiến với Kenjaku. Sau đó thì Takaba trở thành người được chọn và thiên thần cũng tiết lộ sức mạnh của chú hề với mọi người. Thế nhưng thiên thần đã yêu cầu không được nói cho Takaba biết về sức mạnh của anh, bởi lẽ điều đó đã có thể khiến cho hiệu quả của thuộc thức bị giảm đi. Vậy nhưng có một điều mà chúng ta đã bỏ lỡ, đó là trước khi Yuji thêm luật trao đổi điểm giữa những người chơi tử diệt hồi du thì Takaba là người duy nhất sống sót mà không cần phải sát hại bất kỳ ai trong trò chơi thanh trừng. Điều đó chứng tỏ là sức mạnh của Takaba là rất lớn, nhưng dường như anh chàng chúa hề này cũng không thể kết liễu được kẻ thù của mình. Có lẽ là điều này đã được tính toán trước. Vậy nên khi Kenjaku hỏi rằng những gì xảy ra là do Yuta tính toán à, thì anh đã nói rằng là do Takaba không thể kết liễu được gã phản diện, vậy nên Yuta sẽ là người làm điều đó cho đến khi thời cơ đến. Sau chuỗi mọi thứ lại thì có thể thấy rằng thiên thần đã tham khảo trước về trận đấu của Kenjaku và đưa ra một chiến thuật vô cùng hợp lý để đánh bại gã phản diện này. Có lẽ cô ta thấy rằng mọi kế hoạch dù cho có tỉ mỉ và công phu tới đâu đi nữa thì cũng khó để có thể ao trình được Kenjaku. Thế nhưng nếu đối đầu với hắn một cách đầy bản năng và không có kế hoạch thì sẽ không thể bị hắn bắt bài được, và danh hài hải ngoại Takaba chính là người thích hợp nhất để làm mồi nhử Kenjaku. Mọi chuyện còn lại là chỉ cần chờ cho tới khi thời cơ chín mùi thì Yuta ra tay và tiễn gã phản diện về nơi chính suối. Và thực tế thì chúng ta cũng đã thấy kế hoạch thành công mỹ mãn khi giờ đây đầu của Kenjaku đã được cắt xuống một cách dễ dàng. Trong khi đó thì hắn vẫn tiếc nuối là kế hoạch chỉ mới đi được có một nửa chặng đường thì Kenjaku đã bị đốn hạ rồi. Tuy nhiên thì Kenjaku đã nói rằng ý chí của hắn sẽ được kế thừa, và liệu rằng đây có thực sự là kết thúc của gã phản diện hay là không?